Chạy ước chút cho cha. Cái búa. Lấy búa làm gì? Lấy búa đập. Lấy búa đập gì? Lấy búa đập nè. Trời ơi trời, lấy búa đập tường kìa. À, trời ơi. Rớt gặp giò. Thôi 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 thôi. Thôi con bu đi con, rớt gặp giò đó. Thôi thôi thôi. Trời ơi trời, lấy búa đi đập. À, ôi trời ơi. Con giỏi không? Không. Không. Không làm gì hả? Ừ. Vừa hỏi chú Quân làm gì vậy? Hả? Bây giờ lụm bỏ vô thùng kìa. Gạch chúng ta còn nguyên. Lụm gạch nguyên rồi đi bỏ vô thùng. Hỏi coi. Vừa hỏi coi chú Quân làm gì vậy? Trời ơi, đi lụm, đi kiếm gạch ăn bỏ vô thùng kìa. Đừng có bỏ vô thùng. Dùng vô. Đi một mò phá kìa. Trúng không? Trúng không? Yep. Trúng mà nó. Thôi bỏ vô thùng đi con. Bỏ vô thùng. Bỏ đâu vậy? Bỏ xe luôn hả? Bỏ xe không tới đâu chừng nó gớm à. Trời ơi đi lụm xà bằng bỏ xe luôn rồi. Né né cho chú Quân ra kìa. Né né vô, chạy vô, chạy vô. Trời ơi con nữa nè. Con lụm nữa hả? Kìa. Lụm nó. Chú Quân. Kìa, nó thấy chú làm theo, phá rồi. Theo. Rồi. Rồi. Đi dây.